Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chạy chức 2 Nhật, anh thợ Hàn gây đại họa, tổng ngó lơ phần 5. Lê Thanh Hải tự 2 Nhật, vốn anh thợ Hàn của xưởng cơ khí tư nhân, tham gia tổ chức thanh niên bí mật thuộc đoàn Sài Gòn Gia Định thời Việt Nam Cộng Hòa. Gặp thời được đảng nâng dần lên, rồi vào được Bộ Chính trị làm đến chùm thành phố lớn nhất đất nước trong suốt 10 năm. Lê Thanh Hải tiến thân tới anh thợ Hàn trở thành ông trùm thành phố lớn nhất nước. Như mọi quan chức của Đảng Cộng sản, có quyền lực, Hải có đủ bằng cấp, học hàm, học vị cao ngất ngưỡng. Nhưng kỹ năng lao động thực sự của Hải thì chỉ là anh thợ Hàn, kỹ năng quản trị xã hội của Hải, chỉ là anh cán bộ chính trị không có trí tuệ, khoa học, không có lý tưởng xã hội. Không có lý tưởng xã hội thì không có con người xã hội, chỉ có con người về mặt thể xác. Tham vọng quyền lực chỉ để thỏa mãn con người thể xác, để mà vinh thân phì ra. Hải đã tạo ra cả một ekip quyền lực cướp đất ở Thủ Thiêm. Tội của Hải ngút trời ở đây, ngút trời Sài Gòn. Chỉ đến khi nghỉ hưu, không còn quyền lực che chắn, một phần tội ác của Hải, một phần con người thật của Hải mới lộ ra. Khi đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng mới ra văn bản dè dặt và nương nhẹ kết luận về Hải như sau. Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận dân của thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, phải bị xem xét kỷ luật. Đại họa với bà con ở Thủ Thiêm do chính ông Lê Thanh Hải gây ra. Dù đã nương nhẹ, tổ chức đảng của Hải cũng buộc phải chỉ ra một phần tội hình sự rành rành của Hải là gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố. Dân nghèo thì bắt trộm con vịt, làm mồi nhậu, bị pháp luật xử phạt tới 7 năm tù. Tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng của Hải làm thiệt hại lớn về tiền, tài sản của nhà nước, lại được đảng cầm quyền đưa ra ngoài vòng pháp luật. Đặt Hải lên trên pháp luật, chỉ xử lý Hải chiếu lệ trong nội bộ của đảng. Khiển trách và cách chức Bí thư Thành ủy của Hải khi mà Hải đã bàn giao hết chức quyền cho người kế nhiệm và ung dung nghỉ hưu, sống xa hoa trên đống tài sản khổng lồ. Đồng thời, Hải cũng mãn nguyện khi cài được ông con vào những vị trí chủ tịch quận và chủ tịch doanh nghiệp kinh doanh đất đai trên mảnh đất Hải từng nắm quyền thao túng đất đai. Với người dân, với công lý, với lịch sử, Hải là tội phạm có tội rất lớn, thậm chí còn có nợ máu với nhân dân. Hải kìm hãm sự phát triển của thành phố có tiềm lực mạnh nhất đất nước này. Hải làm tiêu điều, tan hoang một vùng đất rộng lớn, được quy hoạch để thành đô thị hiện đại nhất Đông Nam Á. Hải đã đẩy hàng ngàn gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất, không trốn dung thân, không còn nguồn sống. Hải đã gây ra cái chết tức tưởi đau thương của người dân ở đây. Khi tấm bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm được cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký duyệt bị thủ tiêu, mất tăm tích ở tất cả những nơi có trách nhiệm lưu giữ, Hải liền đưa ra bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm mới do phe nhóm của Hải tự vẽ, tự phê duyệt. Phe nhóm của Hải tự ý đưa hàng trăm hecta đất sống của người dân vốn không có cho bản đồ quy hoạch hợp pháp đã được Thủ tướng ký duyệt vào bản đồ quy hoạch phi pháp do phe nhóm Hải vẽ ra, để biến hàng trăm hecta đất sống của người dân thành đất dự án đô thị Thủ Thiêm, ăn chia với nhà đầu tư một số lượng tiền lớn khủng khiếp. Ai đã nuôi lớn Trương Mỹ Lan đây là câu hỏi đang được dư luận đặt ra. Ngoài vụ Thủ Thiêm, Lê Thanh Hải còn là người tiếp tay và nuôi lớn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan. Chưa từng có một vụ án nào có thể thực hiện trót lọt trong tới 10 năm, với số tiền chiếm đoạt lên tới 304.000 tỷ đồng. Nếu không có ô dù Lê Thanh Hải, thì làm sao có Trương Mỹ Lan đây?
cho đến nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đang làm lơ cho những sai phạm nghiêm trọng của Lê Thanh Hải. Có người còn nghi ngờ rằng Lê Thanh Hải đã đút lót đến ông Tổng, thì ông Tổng mới làm lơ đến như vậy. Bởi Lê Thanh Hải hiện nay đã hết quyền lực, sao ông Tổng không chịu ra tay? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Chạy chức, hai Nhật, anh thợ hàn gây đại họa, Tổng ngó lờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chạy chức, thời Tổng Trọng, quan chạy bằng, chạy chức, được đảng bảo vệ, phần 3. Lật lại vụ Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk giai đoạn 2019-2021, hiện nay ông này đang chiếm trệ ngồi ở vị trí Tổng Thư ký Quốc hội. Mặc dù bị tố cáo là đạo văn nhưng ông Cường vẫn được đảng bảo vệ. Khi bị tố cáo, ông Cường đã dùng quyền lực chính trị, được hậu thuẫn bởi tiểu ban chính trị nội bộ trung ương, đã quật lại người tố cáo. Ông Bùi Văn Cường, cựu bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk và đương kim Tổng Thư ký Quốc hội. Tố cáo tội phạm, tố cáo hành vi phạm pháp là quyền dân sự hợp pháp của mọi công dân Việt Nam. Nó được bảo vệ trong luật khiếu nại tố cáo, ban hành từ năm 1998, chỉnh sửa năm 2011 và năm 2018. Ông Bùi Văn Cường, cựu bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, bị tiến sĩ khoa học Phạm Đình Quý, giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng, tố cáo đạo văn. Và hành động của ông tố cáo là hợp pháp. Cũng xin nhắc lại, tố cáo là quyền của công dân Việt Nam. Xét xử xem nội dung tố cáo đúng sai là việc của cơ quan tư pháp, không phải là của hành pháp, càng không phải là việc của tổ chức đảng. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. Ông bí thư tỉnh ủy Cường và ông thầy tiến sĩ dạy đại học Quý đều là công dân và đều bình đẳng với nhau trước pháp luật. Dù có bị tố cáo sai, có bị vu khống xúc phạm nhân phẩm, nếu là người tử tế, nếu là công dân biết ứng xử theo khuôn phép của pháp luật, thì người bị tố cáo chỉ có thể kiện người tố cáo sai và chờ án tòa án phân xử sau khi luận văn bị tố cáo đạo văn đủ căn cứ khoa học xác minh. Nhưng ông Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, người bị tố cáo đạo văn đã không hành xử như một người lương thiện tử tế, như một công dân biết thượng tôn pháp luật. Ỷ vào quyền lực, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã hành xử như một lục lâm thảo khấu ngoài vòng pháp luật, như cậu trời Đặng Mậu Lân thời vua Lê Chúa Trịnh. Cậu trời Đặng Mậu Lân thời vua Lê thối nát dựa vào quyền uy của Chúa Trịnh, cậu trời Bùi Văn Cường thì dựa vào quyền uy của Đảng Cộng sản thời chuyên chính vô sản. Để lấy sức mạnh bạo lực của nhà nước chuyên chính vô sản để hình sự hóa một vụ việc dân sự, đẩy người tố cáo hợp pháp vào tù, che giấu luận văn bị tố cáo. Ông Bùi Văn Cường dùng quyền lực nhà nước để tấn công người tố cáo. Hình sự hóa một việc dân sự, ông bí thư tỉnh ủy Cường đã lệnh cho cảnh sát Đắk Lắk mang súng, mang còng sắt, ngồi ô tô cảnh sát phóng từ Buôn Ma Thuột về Sài Gòn, xông vào nhà ông Quý khi ông cùng gia đình đang ăn tối. Công an Đắk Lắk đã bập còng số 8 vào tay ông Quý, bắt giữ người tố cáo bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đạo văn, như bắt quả tang một tội phạm hình sự nghiêm trọng. Ông Quý bị tống lên ô tô cảnh sát, đưa về Đắk Lắk để tòa án Đắk Lắk, một thành phần trong hệ thống bạo lực của nhà nước chuyên chính vô sản của bí thư Cường, xét xử. Không những có công an, tòa án, nhà tù là các công cụ bạo lực của nhà nước chuyên chính vô sản trong tay, Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường còn cáo cả một chiếc ô bảo kê thanh danh, uy tín, chính trị là tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương Đảng. Luận văn tiến sĩ là luận văn khoa học, xem xét việc sao chép, vay mượn, cóp nhặt từ những công trình khoa học khác trong luận văn tiến sĩ phải do hội đồng khoa học với những nhà khoa học chuyên sâu, có đủ kiến thức chuyên ngành để mà đánh giá, thẩm định, đồng thời có đủ nguồn văn bản khoa học để đối chiếu thì mới có thể đưa ra kết luận xác đáng. Luận văn tiến sĩ của ông bí thư tỉnh ủy Cường bị tố cáo là đạo văn phải có gì đó không đàng hoàng, không minh bạch, không đủ giá trị khoa học, thì ông Cường mới không dám để cho một hội đồng khoa học thẩm định đánh giá.
bỗng lại tìm đến chiếc ô bảo vệ thanh danh uy tín chính trị cho cấp đảng viên cấp cao là tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương Đảng, nơi không có các nhà khoa học. Tiểu ban chính trị nội bộ của Đảng thì biết gì về luận án khoa học mà tùy tiện đưa ra kết luận với người dân tố cáo. Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương có kết luận rằng kết quả xác minh đến thời điểm hiện nay cho thấy đồng chí Bùi Văn Cường không có hành vi đạo văn, không vi phạm nghiêm trọng quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo trong nghiên cứu bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2018 như nội dung tố cáo. Ngay trong ngôn từ văn bản của tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương cũng đã dùng quyền lực chính trị để hợp thức hóa một luận án khoa học. Thời ông Nguyễn Phú Trọng, quyền lực là vua, quyền lực quyết mọi thứ, kể cả khoa học. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin chạy chức thời Tổng Trọng, quan chạy bằng, chạy chức được Đảng bảo vệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.